Xin chào thầy Nguyễn Đức Trường, con xin chào các quý thầy cô của Học viện Nhân Hòa Việt Nam. Con tên là Lê Thành Công, con học lớp 2A4, trường tiểu học Vạn Thắng. Con là thành viên của lớp đọc sách 365, level 1, khóa K5. Ba từ để nói về con là trung thực, hiếu thảo và yêu thương. Nhân ngày quốc tế phụ nữ ngày 8 tháng 3, con xin phép đọc bài thơ Mẹ chỉ nhẹ nhàng thôi của thầy Nguyễn Đức Trường, Chủ tịch Học viện Nhân Hòa Việt Nam, để gửi tặng đến mẹ của con. Con chúc mẹ ngày 8 tháng 3 thật vui vẻ và mạnh khỏe. Sau đây, con xin phép đọc Mẹ chỉ nhẹ nhàng thôi. Nếu con là mầm cây, xưa mẹ chính là đất, vòng ôm của mẹ ấm như ánh nắng mặt trời. Còn lời ru của mẹ tựa tiếng thở của đêm, tiếng hát mẹ cất lên êm đềm làn gió mát, như cơn mưa nhỏ hạt vuốt nhẹ lá mầm non. Và cái nhìn âu yếm chẳng khi nào lớn tiếng, mẹ chỉ nhẹ nhàng thôi, như những áng mây trôi trên đầu cây mãi. Con cảm ơn mọi người đã lắng nghe và rất mong mọi người hãy like, thả tim và chia sẻ ủng hộ cho con ạ. À.